ngày tận thế, một chủ đề mà hầu hết mọi tôn giáo trên thế giới đều cảnh báo đối với tín đồ của mình. Mà nói về ngày tận thế, chúng ta không thể không nhắc đến sách Khải Huyền trong Kinh Thánh. Đây là một cuốn sách không mới, nhưng nó luôn mang lại những thông tin khiến chúng ta sợ hãi. Bởi vì nó chứa đựng một viễn cảnh đầy thảm khốc về các sự kiện hủy diệt, kỵ binh quỷ dữ và cả những thiên thần nhiều mắt. Đặc biệt, những dấu vết ngày càng xuất hiện nhiều và rõ ràng trong năm 2024. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cuốn sách kỳ lạ nhất và gây ám ảnh nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Chính vì vậy, đây là một chủ đề mà chúng ta phải khai thác trong video ngày hôm nay. Bạn có thể từng nghe qua về sách Khải Huyền, nhưng có thể bạn chưa thực sự biết những gì xảy ra trong cuốn sách này. Số 666 có ý nghĩa trong toàn bộ câu chuyện. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền đã xuất hiện hay chưa? Chúng ta phải chuẩn bị gì để đối mặt với ngày cuối cùng? Trước khi bắt đầu, đừng quên like video này và bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Trước khi bắt đầu, tôi xin lưu ý rằng chúng ta sẽ xem xét sách Khải Huyền từ một góc nhìn thế tục, phi tôn giáo. Cuốn sách này rất nhiều biểu tượng và có lẽ không nên hiểu theo nghĩa đen. Do đó, trong vài khoảnh khắc của video, tôi sẽ giải thích một số biểu tượng qua góc nhìn của các học giả Kinh Thánh. Giờ thì hãy đón nhận Khải Huyền ngày nào. Từ Khải Huyền bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là vén màn một điều gì đó. Đó là lý do vì sao cuốn sách này còn được gọi là sách Khải Huyền. Nó hé lộ điều gì đó, cụ thể là về ngày tận thế. Sách Khải Huyền được kể qua góc nhìn của một người tên là John. Chúng ta không biết nhiều về người này. Ông không phải là John đã làm lễ rửa tội cho mọi người ở sông Jordan, cũng không phải là người đã viết cuốn sách Phúc Âm thứ tư. Đây là một John hoàn toàn khác. Và thực ra, có rất nhiều người tên John trong Kinh Thánh. Thậm chí, một số học giả cho rằng nhân vật John này có thể không thực sự tồn tại. Như nhiều cuốn sách khác trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền được viết và chỉnh sửa bởi các tác giả vô danh, và John có thể chỉ là một bút danh. Các học giả cho rằng phần cổ xưa nhất của cuốn sách này có thể được viết vào khoảng năm 65 dưới triều đại của Hoàng đế Nero, và có lẽ đã đạt đến hình thức cuối cùng khoảng năm 95 dưới triều đại của Hoàng đế Domitian. Cả hai vị hoàng đế này, đặc biệt là Nero, đều nổi tiếng với những cuộc đàn áp tàn bạo đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo. Một chi tiết quan trọng để hiểu được thế giới quan của sách Khải Huyền. Cuốn sách được viết trong một thời kỳ đầy sợ hãi đối với những tín đồ theo Thiên Chúa giáo đầu tiên. Và những lo âu của họ được ghi lại trên các trang sách với những hình ảnh kinh hoàng về ngày tận thế. Hãy cùng lật lại nội dung của những viễn cảnh này. Chúng ta bắt đầu trên đảo Patmos xinh đẹp của Hy Lạp, nơi nhân vật chính của chúng ta tên là John đang bị lưu đày. Đột nhiên, phía sau ông vang lên một giọng nói lớn gọi tên ông. Khi John quay lại, ông thấy một hình bóng huyền bí tỏa sáng rực rỡ, được bao quanh bởi 7 chân đèn vàng. Nhân vật có thể là chính Chúa Giê-xu. Ông có một diện mạo rất kỳ lạ, khoác áo choàng trắng, mắt như tên lửa, và từ miệng phát ra một thanh kiếm sắc bén hai lưỡi. Vâng, nhưng đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất chúng ta sẽ thấy. Hình bóng kỳ lạ này yêu cầu John viết thư gửi đến 7 nhà thờ rải rác khắp Địa Trung Hải để cảnh báo họ về những gì sắp diễn ra. Ngay lập tức, John được đưa lên thiên đường. Từ đây, John miêu tả một cách sống động tất cả những gì ông thấy. Trước mặt ông là một ngai vàng khổng lồ, xung quanh có 24 ngai nhỏ hơn. Ngai chính tỏa sáng rực rỡ như những viên đá quý, đến mức ông có thể nhìn thấy rõ hình dáng của người ngồi trên đó. Sự chú ý của John nhanh chóng bị thu hút bởi 4 sinh vật kỳ lạ có nhiều mắt lơ lửng xung quanh ngai vàng. Mặc dù Kinh Thánh chỉ gọi họ là sinh vật sống, nhưng chúng ta đều hiểu sống trên thiên đàng chỉ có Chúa và các thiên thần. Điều khiến chúng ta bất ngờ là cách John mô tả những thiên thần này. Xung quanh ngai vàng và ở mỗi bên ngai có 4 sinh vật sống đầy mắt ở phía trước và phía sau. Sinh vật sống đầu tiên như sư tử, sinh vật sống thứ hai như bò đực, sinh vật sống thứ ba có khuôn mặt giống con người, và sinh vật sống thứ tư như đại bàng bay.
tất cả 4 sinh vật sống, mỗi sinh vật có 6 cánh, đầy bắt xung quanh và cả ở bên trong. Ngày đêm không ngừng hát, thánh, 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 Chúa là đấng toàn năng, đấng đã, đang và sẽ đến. Đó quả là một miêu tả kỳ lạ, một sư tử, bò, hình người và đại bàng có cánh, toàn thân phủ đầy mắt từ đầu đến chân, và không ngừng hát ca tụng Chúa. Tuy nhiên, nếu bạn đã xem video của tôi về hình ảnh thật sự của thiên thần đúng theo Kinh Thánh, bạn có thể nhận ra những sinh vật này trong sách Ezekiel thuộc Cựu Ước. Tôi từng đề xuất rằng họ có thể bắt nguồn từ hình ảnh Cheburim của người Mesopotamian, gọi là Lamassu. Sau khi miêu tả về 4 sinh vật sống này, John tiếp tục với một sinh vật kỳ lạ khác xuất hiện. Đó là một sinh vật trông giống như một con cừu, nhưng có 7 sừng và 7 mắt, trông như đã bị sát hại. Vì lý do này, nhiều người liên hệ sinh vật này với hình ảnh của Chúa Giê-xu, đôi khi được gọi là chiên con của Chúa. Chiên con này cầm trong tay một cuộn giấy lớn với 7 con dấu bằng sáp, và từ đây, ngày tận thế chính thức bắt đầu. Khi con dấu đầu tiên được phá vỡ, một người cưỡi ngựa trắng xuất hiện, mang theo cung và đội vương miện. Đây là hình ảnh của sự chinh phục, kỵ sĩ đầu tiên trong tứ kỵ sĩ khải huyền. Con dấu thứ hai bị phá và một kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ xuất hiện, mang theo thanh kiếm lớn. Đó là kỵ sĩ của chiến tranh. Khi con dấu thứ ba bị phá vỡ, một kỵ sĩ cưỡi ngựa đen xuất hiện, mang theo cái cân. Đó là kỵ sĩ của nạn đói. Cuối cùng, khi con dấu thứ tư bị phá vỡ, một kỵ sĩ cưỡi ngựa xám xuất hiện, hiện thần của cái chết. Với 4 trong số 7 con dấu đã bị phá vỡ, chiên con trao cho tứ kỵ sĩ quyền tiêu diệt 1/4 dân số thế giới thông qua bạo lực, đói khát, dịch bệnh hoặc cái chết. Không có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc linh hồn của các vị tử đạo được trao cho những chiếc áo choàng trắng và được bảo phải chờ đợi thêm cho đến phán quyết cuối cùng. Nhưng khi con dấu thứ 6 được mở, mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ cho những người trên trái đất. Ngay khi con dấu bị phá, một trận động đất khổng lồ xảy ra, một trận động đất lớn đến mức ngọn núi và hòn đảo đều bị rời khỏi vị trí. Nếu hiểu theo nghĩa đen, loại động đất này sẽ vượt xa các trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận, như trận động đất năm 1960 ở Valdivia, Chile, đạt mức 9,5 trên thang độ Richter. Một trận động đất lớn như vậy sẽ đặc biệt tồi tệ cho những người sống gần các đường đứt gãy địa chất. Ngoài trận động đất kinh hoàng, con dấu thứ 6 còn là bầu trời chuyển sang màu đen. Nếu điều này xảy ra, bóng tối vĩnh viễn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho trái đất, đặc biệt là thực vật, vì chúng cần ánh sáng mặt trời để quang hợp. Điều thú vị là những sự kiện tương tự đã xảy ra trong lịch sử, thường do các vụ phun trào núi lửa lớn gây ra. Vào năm 536, trong thời kỳ lịch sử châu Âu được gọi là thời kỳ tăm tối, một vụ phun trào núi lửa khổng lồ được cho là từ Indonesia đã gây ra một mùa đông núi lửa. Khi đó, một lượng lớn tro núi lửa đã bay vào bầu khí quyển, ngăn cản ánh sáng mặt trời và gây ra hiện tượng mùa đông núi lửa. Nhà sử học Bazantin Procopius viết từ Constantinople vào năm 536 cho rằng trong năm này, một dấu hiệu khủng khiếp đã xuất hiện. Mặt trời chiếu sáng mà không có độ sáng, trông giống như mặt trời trong nhật thực. Các tia sáng phát ra không rõ ràng. Các nhà văn đương thời khác ở những nơi xa xôi như Ireland cũng ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự, cho thấy rằng hiện tượng này có thể đã lan rộng khắp thế giới, đẩy trái đất vào một mùa đông núi lửa. Nếu động đất khổng lồ và mùa đông núi lửa chưa đủ, con dấu thứ 6 còn miêu tả rằng các ngôi sao trên trời rơi xuống trái đất. Nếu một ngôi sao thực sự va chạm với trái đất, đó sẽ là kết thúc hoàn toàn, vì trái đất sẽ bị nhấn chìm trong một quả cầu lửa và plasma. Có khả năng tác giả đang ám chỉ đến một cơn mưa sao băng. Những cơn mưa này thường vô hại, vì mỗi ngày trái đất đi qua rất nhiều thiên thạch nhỏ tạo ra những ngôi sao băng đẹp mắt. Tuy nhiên, điều trở nên nguy hiểm khi những tảng đá đủ lớn để không bị đốt cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển. Ví dụ như sự kiện Tunguska năm 1908, khi một thiên thạch ước tính khoảng 100 mét đã rơi xuống vùng Serbia phía đông, làm phẳng khu rừng xung quanh trên diện tích khoảng 2.100 km2, 830 dặm vuông. Vì sự kiện xảy ra ở Serbia, khu vực thưa dân, chỉ có 3 người được cho là đã thiệt mạng. Nếu nó rơi xuống thành phố vào năm 1908,
thì sẽ là một thảm họa thực sự. Con dấu thứ 6 khá tàn khốc với động đất khổng lồ, bóng tối vĩnh viễn và thiên thạch rơi xuống. Nhưng còn một con dấu nữa, con dấu thứ 7. May mắn thay, giống như con dấu thứ 5, con dấu thứ 7 không mang đến quá nhiều tai họa. Kinh Thánh chỉ nói rằng, trên thiên đường đã có một sự im lặng khoảng nửa giờ. Có lẽ các sinh vật sống đầy mắt từ trước đã có thể nghỉ ngơi một chút sau khi không ngừng ca tụng Chúa. Mọi người nghĩ rằng 7 con dấu là đủ để chấm dứt trái đất. Nhưng nhiều điều tồi tệ vẫn đang chờ đợi phía trước. Gần như ngay khi con dấu thứ 7 được mở, 7 thiên thần cầm 7 cái khen xuất hiện. Có lẽ bạn đã nhận ra rằng con số 7 xuất hiện khá nhiều lần trong sách Khải Huyền. 7 chân đèn vàng, 7 con dấu và giờ là 7 kèn. Con số 7 là một con số quan trọng xuyên suốt Kinh Thánh. Ví dụ trong sách Sáng Thế báo rằng vũ trụ được tạo ra trong 7 ngày. Trong tín ngưỡng thiên thần học, số 7 thường được coi là con số của sự hoàn tất. Quan niệm rằng số 7 là một con số đặc biệt cũng được tiếp nối trong truyền thống Kitô giáo sau này. Ngoài ra, còn có 7 tội lỗi chết người. Đừng nhầm lẫn với những hình ảnh thiên thần dễ thương với chiếc kèn nhỏ xinh. 7 chiếc kèn này chuẩn bị hủy diệt trái đất. Và với kèn thứ 4, điều đó sẽ xảy đến một cách thực sự theo đúng nghĩa đen. Hãy cùng điểm qua tác động của từng chiếc kèn. Kèn thứ nhất tạo ra mưa lửa và mưa đá trên trái đất. Những đám cháy rừng lan rộng khắp nơi và 1/3 thảm thực vật của trái đất bị thiêu rụi. Khi kèn thứ 2 vang lên, một vật thể khổng lồ như ngọn núi rơi xuống biển, khiến 1/3 đại dương thành máu. Điều này cũng giết chết 1/3 các sinh vật biển vô tội, một điều khá đau lòng. Kèn thứ 3 phát ra và một ngôi sao rơi từ thiên đàng xuống các dòng sông trên trái đất. Ngôi sao này thậm chí có tên gọi là Wormwood, thực ra một loại thảo mộc có độc nhẹ, còn gọi là ngải cứu. Trong sách Khải Huyền, Wormwood là ô nhiễm toàn bộ nguồn nước ngọt trên thế giới, khiến nước trở nên đắng và độc hại. Kèn thứ 4 vang lên và 1/3 mặt trời bị tắt, bao phủ hành tinh trong bóng tối. Dường như hiện tượng này đã xảy ra một lần ở con dấu thứ 6. Và sự khác biệt này khiến một số học giả cho rằng có lẽ một tác giả khác đã viết phần này, có thể không biết về sự hủy diệt đã được nhắc đến trước đó bởi 7 con dấu. Tiếng kèn thứ 5 là kỳ lạ nhất. Một thiên thần giáng xuống trái đất với một chiếc chìa khóa lớn, mở ra một cửa bẫy lớn dẫn đến vực sâu không đáy. Từ trong hố bốc lên làn khói đen đặc, che khuất bất kỳ ánh sáng nào còn lại. Rồi từ trong làn khói đó xuất hiện những con châu chấu khổng lồ, tràn lan và gây dịch bệnh khắp nơi trên trái đất. Nhưng đây không phải là những con châu chấu bình thường, chúng là châu chấu khổng lồ của sách Khải Huyền. Với miêu tả đáng sợ, gương mặt người, tóc dài bồng bềnh, mặc giáp và có những chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Thêm vào đó, chúng có răng sư tử và đuôi có nọc độc như bọ cạp. Những sinh vật này được lệnh trích người nhưng không đủ để giết chết. Thực tế, Kinh Thánh còn nói rằng con người sẽ không thể chết trong thời gian này. Đây thật sự là một cơn ác mộng. Nhưng vẫn còn 2 chiếc kèn nữa. Kèn thứ 6 vang lên và 4 thiên thần được phóng thích để giết 1/3 nhân loại, giúp hoàn tất việc tiêu diệt 1/3 dân số loài người. Chiếc kèn cuối cùng là kèn thứ 7, không gây ra thêm sự hủy diệt. Thay vào đó, có một bài thánh ca dành cho những người trên thiên đàng và một vài tia chớp lóe sáng, nhưng không có hủy diệt lớn nào trên trái đất. Đến thời điểm này, có thể tưởng tượng rằng thế giới gần như không thể sống nổi nữa. Gọi video này là hướng dẫn sinh tồn có lẽ nghe hơi thừa thãi. Nước đã biến thành máu, mọi thứ đều đang cháy, không còn ánh sáng mặt trời. Và có những con châu chấu khổng lồ trông như quái vật đang trích mọi người, thì làm sao loài người còn có thể tồn tại. Sách Khải Huyền thực sự đã vẽ nên một bức tranh tồi tệ nhất có thể. Dù bạn tin hay không, thì vẫn còn nhiều thảm họa đang chờ đợi. Lần này là dưới hình dạng của 3 quái vật khổng lồ. Đầu tiên là một con rồng đỏ khổng lồ với 7 đầu và 10 chiếc sừng. Con rồng lớn đến nỗi khi nó vẫy đuôi, nó hất 1/3 các ngôi sao rơi xuống. Chúng ta phát hiện ra rằng con rồng đỏ này chính là Satan, kẻ đột nhiên bị tổng lãnh thiên thần Michael tấn công và đánh bại. Satan bị đuổi khỏi thiên đường và ném xuống trái đất, và đất liền đã nuốt chửng hắn. Sau sự kiện kỳ lạ này thì cảnh tượng chính sắp xuất hiện. 2 con quái vật được gọi là thú dữ lần lượt xuất hiện. Con thú đầu tiên trồi lên từ biển, mang hình dáng của một con báo, có chân như gấu và miệng như sư tử.
Nó có nhiều đầu, không có gì bất ngờ khi có 7 đầu giống như con rồng. Nó cũng có 10 cái sừng, mỗi sừng có một chiếc vương miện, một trong những cái đầu có vẻ như bị thương. Sau khi trồi lên từ biển, con quái vật này bắt đầu buông lời xúc phạm và phỉ báng Chúa, những người sống sót trên trái đất. Vâng, có vẻ như vẫn có một số người sống sót. Họ bắt đầu tôn thờ con quái vật này. Rồi bất ngờ mặt đất nứt ra, bởi một con thú kỳ lạ khác xuất hiện từ lòng đất. So với con thú đầu tiên, miêu tả về con thú thứ hai có phần thiếu chi tiết hơn. Tất cả những gì chúng ta biết là nó có 2 sừng như cừu non, nhưng nói năng như một con rồng. Con thú này đi khắp nơi, tán dương con thú thứ nhất và thực hiện một loạt các trò ma thuật để chứng tỏ nó là chính thống. Nhân vật này sau đó được biết đến với cái tên gọi là tiên tri giả. Nếu bạn chọn tin vào con quái vật này, thì đó là tin xấu cho bạn. Con thú này đi khắp nơi và viết một con số đặc biệt lớn lên trán những người thờ phượng nó, dấu ấn của quái vật nổi tiếng số 666. Vậy số 666 có ý nghĩa gì? Nhiều học giả kinh thánh cho rằng đây là một mã hiệu cho hoàng đế độc tài Nero. Trong thế giới cổ đại, có một thói quen là gắn các chữ cái cho các con số, gọi là Gematria. Các chữ cái Hebrew cũng có hệ thống này, và khi viết đến hoàng đế Nero bằng tiếng Hebrew, các chữ cái sẽ cộng lại thành số 666. Một số phiên bản lâu đời nhất của sách Khải Huyền, như bản thảo Papyrus tìm thấy ở Sinchus, Ai Cập, ghi số 616, hệ Gematria cũng vẫn được áp dụng ở đây, chỉ là với một sách viết khác của tên Nero. Điều thú vị là sách Khải Huyền nói rằng, để mua bán, bạn cần phải có dấu ấn của quái vật, giống như tiền tệ ngày nay. Đồng tiền La Mã thường có in hình của người đứng đầu nhà nước, trong trường hợp này là hoàng đế. Vì vậy, để giao thương, bạn cần phải có dấu ấn của quái vật, tức là hình ảnh của hoàng đế Nero trên đồng tiền. Cách giải thích này càng được củng cố bởi từ dấu ấn trong tiếng Hy Lạp là harama, thường dùng để chỉ việc đóng dấu lên đồng tiền. Vậy thì hoàng đế Nero có liên quan gì đến quái vật? Nero, người trị vì thứ 54 đến 68 sau Công nguyên, nổi tiếng vì những cuộc đàn áp tàn bạo đối với các tín đồ Kitô giáo. Những người Kitô giáo đầu tiên từ chối thờ phụng hoàng đế, người được coi là một nhân vật thần thánh trong tín ngưỡng đế quốc. Thay vào đó, họ giữ vững niềm tin độc tôn vào Thiên Chúa của Israel. Điều này làm nhiều vị hoàng đế La Mã tức giận, đặc biệt là Nero, người đã tìm cách đàn áp họ đến mức tuyệt diệt. Nero thậm chí còn đổ lỗi cho trận hỏa hoạn lớn ở Rome lên các tín đồ Kitô giáo. Và các nhà văn đường thời đã viết nên những câu chuyện kinh hoàng về những đau khổ mà vị hoàng đế này gây ra, chẳng hạn như việc ném người Kitô giáo vào miệng sư tử. Vì vậy, Nero trở thành biểu tượng của cái ác. Khi sách Khải Huyền nói về những người thờ phụng quái vật, điều đó ám chỉ việc thờ cúng hoàng đế. Tất cả được diễn đạt qua các mã hiệu, những người mang dấu 666, tức là Nero, sẽ bị kết án chịu đau khổ vĩnh cửu. Trong khi trái đất bị thống trị bởi các quái vật kỳ lạ hoặc các hoàng đế La Mã, thì trên thiên đàng, các thiên thần đang chuẩn bị giai đoạn cuối cùng của sự hủy diệt. Chúng ta đã có 7 con dấu, 7 kèn, và giờ đây là 7 cái bát đầy cơn thịnh nộ của Chúa. Những chiếc chén này hoạt động giống như các con dấu và kèn. Khi đổ xuống đất, những điều kinh khủng sẽ xảy ra. Bây giờ là phần cuối cùng. Chiếc bát đầu tiên được đổ xuống đất, và các vết thương nhức nhối, các bụi nhọt nổi lên trên những người mang dấu ấn của quái vật trên trán. Chiếc bát thứ hai biến toàn bộ biển thành máu, không chỉ 1/3 như trước. Chiếc bát thứ ba biến toàn bộ nước ngọt, sông suối và hồ thành máu. Chiếc bát thứ tư làm cho ánh sáng mặt trời trở nên cực kỳ nóng, thiêu đốt con người trên mặt đất một cách khủng khiếp. Chiếc bát thứ năm khiến vương quốc của quái vật chìm vào bóng tối và tạo ra sự bất ổn chính trị. Một số người xem đây là ám chỉ về sự sụp đổ của đế quốc La Mã. Chiếc thứ sáu làm cạn sông Euphrates thuộc Iraq ngày nay. Và sau đó, các đạo quân thế giới tụ tập lại để chiến đấu tại một nơi gọi là Armageddon. Thứ thú vị là Armageddon trong tiếng Hebrew là Ha-Megiddo, ám chỉ núi Megiddo ở phía bắc Israel. Theo thời gian, Ha-Megiddo biến thành Armageddon, và nhờ sách Khải Huyền, từ nay trở thành một tên gọi khác của ngày tận thế. Chiếc bát thứ bảy là phần điển hình trong sách Khải Huyền, sấm sét, mưa đá và một trận động đất khổng lồ hủy diệt thành Babylon. Tuy nhiên, thành Babylon, một thành phố đại diện cho cái ác trong Cựu Ước, khi Tân Ước được viết thì đã hoang phế từ lâu, bị người Ba Tư chinh phục khoảng 500 năm trước.
Vì thế, nhiều người tin rằng Babylon ám chỉ thủ đô của đế quốc La Mã, tức là Rome. Một lần nữa sách Khải Huyền dùng mã hiệu để diễn đạt. Sau một loạt sự hủy diệt cuối cùng, thi kiến trong sách Khải Huyền dần đi đến hồi kết. Hai con quái vật đầu tiên bị bắt giữ bởi quân đội của Chúa và bị ném vào một hồ lửa cháy cùng diêm sinh, có thể là ám chỉ đến địa ngục. Sau đó, con rồng khổng lồ nhiều đầu, tức là Sa Tăng, bị khóa trong hố sâu và bị phong ấn trong 1.000 năm. Trong khoảng thời gian này, Chúa Giê-xu xuống cai quản trái đất cho đến khi mọi thứ lại trở nên hỗn loạn. 1.000 năm trôi qua, Sa Tăng được phóng thích và trận chiến cuối cùng diễn ra. Tuy nhiên, hồi kết của Kinh Thánh lại khá ngắn gọn. Chỉ đơn giản là một ngọn lửa từ trời rơi xuống, thiêu rụi toàn bộ đội quân tà ác. Sa Tăng và toàn bộ quái vật của hắn bị ném vào hồ lửa và diêm sinh cùng với những con quái vật trước đó, và ảnh hưởng xấu xa của hắn cuối cùng cũng kết thúc. Sách Khải Huyền khép lại với một cái kết viên mãn của Kinh Thánh, một viễn cảnh về Jerusalem mới, một thành phố tuyệt diệu làm từ vàng ròng. Nhân vật chính của chúng ta, John, miêu tả kỹ lưỡng kích thước của thành phố. Jerusalem mới là một khối lập phương khổng lồ, dài, rộng và cao đều 12.000 stadia, tương đương 2.220 km. Trong thành phố này, Chúa Giê-xu, những người hiền lành và các sinh vật nhiều mắt sống trong sự hài hòa vĩnh cửu. Chính với viễn cảnh của một công trình khoa học viễn tưởng kỳ lạ này mà sách Khải Huyền kết thúc, và cùng với đó toàn bộ Kinh Thánh khép lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, sách Khải Huyền là cuốn sách kỳ lạ nhất trong Kinh Thánh, kết thúc bằng một loạt lửa, động đất, sinh vật dị hình, hỗn loạn và hủy diệt. Nếu một sự kiện như vậy thực sự diễn ra, nó sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Trong một cuốn sách phức tạp và tinh vi như thế, tôi không thể khai thác hết mọi điều mà cuốn sách này mang lại, chỉ có thể tóm lược các sự kiện chính. Một chủ đề xuyên suốt cuốn sách và nhiều văn bản tân ước khác là Chúa Giê-xu sẽ trở lại, mang đến lần tái lâm và một trận hủy diệt rực lửa. Những cộng đồng Kitô giáo đầu tiên tin rằng sự kiện này sẽ xảy ra trong cuộc đời họ. Khi điều đó không xảy ra, hy vọng được truyền lại cho các thế hệ sau và cho đến tận ngày nay. Trong suốt lịch sử, các nhà thần học và cả những người bình thường đều cố gắng dự đoán khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra và liệu có dấu hiệu nào báo trước sự xuất hiện của nó hay không. Thường thì, mọi người luôn dự đoán sai một cách ngoạn mục về ngày tận thế và đôi khi còn tự làm mình bẽ mặt. Như Đức Giáo Hoàng Sylvester đã từng lo sợ rằng năm 1000 sẽ đánh dấu ngày tận thế, hoặc một số người lo rằng năm 2000 cũng vậy. Rồi đến năm 2012 cũng được xem là một năm lý tưởng cho ngày tận thế, khi những lo lắng sai lệch về lịch của người Maya dẫn đến niềm tin rằng trái đất đang trên con đường va chạm với hành tinh hư cấu Nibiru. Nhưng giống như lịch của người Maya vẫn tiếp tục, lịch Gregorian cũng vậy, và chúng ta vẫn đang ở đây cho đến ngày nay. Theo tôi, không ai có thể thực sự đoán được 100% khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra. Vậy nên, trong thời gian này, chúng ta có thể thư giãn. Con người đã từng dự đoán sai trong quá khứ và hy vọng sẽ tiếp tục sai trong tương lai. Bạn nghĩ sao về ngày tận thế? Nó có đến trong thời đại của chúng ta hay không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu như các bạn thích nội dung này thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh Thế Giới Cổ Đại nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.